Đầu tiên, xin cảm ơn các pha chế vì đã giúp chúng tôi tỉnh táo trong quá trình thực hiện nội dung này. Nếu các bạn muốn được nêu danh ở đầu video, hãy bấm nút join bên dưới tham gia gói hội viên và nhận các video độc quyền. Mỹ, từ trước tới nay, vốn nổi tiếng là có nhiều gia đình giàu có và quyền lực bậc nhất thế giới. Và câu chuyện về những gia đình quyền lực giàu có lại càng thu hút nhiều sự quan tâm từ phía công chúng. Hơn hết, đó lại là một vụ mất tích của những người thừa kế. Những người trong cuộc đã phản ứng thế nào? Đã có âm mưu nào được đặt ra? Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến cách mà một gia đình bề thế giải quyết vấn đề trước một mạng người. Vào những năm 90 của thế kỷ 19, nhắc tới gia đình Arnold, người dân New York không ai là không biết về họ. Thậm chí là mong muốn được làm quen, trở thành một trong những mối quan hệ thân thiết với gia đình này. Và sự nổi tiếng đó bắt nguồn từ ông Francis Rose Arnold và vợ mình, bà Mary Martha Parks Arnold. Cả hai chính là chủ của một công ty kinh doanh nước hoa nhập khẩu không ai là không biết. Bên cạnh đó, những người anh em của ông Francis đều là những nhân vật có chức quyền trong xã hội Mỹ, điển hình là Rufus Peckham, cựu thẩm phán của Tòa án Tối cao Mỹ. Với người này tiếng tăm và các mối quan hệ thân cận, gia đình Arnold nghiễm nhiên trở thành quý tộc thời điểm đó. Ông Francis và bà Mary có với nhau 4 người con, 2 nam, 2 nữ lần lượt là John Wallace Arnold, Dorothy Harriet Camille Arnold, Daniel Hinckley Arnold và Marjorie Brewster Arnold Lamonte. Thời điểm đó, những đứa con của gia đình Arnold đã lớn và ông Francis có những suy nghĩ đầu tiên về việc để lại tài sản thừa kế cho các con. Khi đó, người ta khó có thể tìm kiếm một drama nào đó quá lớn trong gia đình này và người ta luôn nghĩ gia đình giàu có và có địa vị như vậy chắc hẳn là một gia đình hạnh phúc. Và điều đó tưởng chừng như rất đúng. Nhưng chỉ là trước ngày 12 tháng 12 năm 1910, sự mất tích đầy bí ẩn của Dorothy Arnold, người con gái hay cãi lời nhất trong gia đình, thì sự thật mới bắt đầu được phanh phui. Vậy, người con gái ấy đã thực sự mất tích? Vì một điều gì đó mà cô gái cá tính này đã bỏ đi? Vì bị bắt cóc tống tiền hay bị sát hại bởi một tên khát máu? Dorothy, vào năm 1905, 25 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng Bryn Mawr tại bang Pennsylvania của Mỹ với chuyên ngành văn học và ngôn ngữ. Sau đó cô trở về sống cùng gia đình tại căn biệt thự tại thành phố New York. Có điều thay vì tuân theo nguyện vọng kế thừa của cha mẹ, cô lại có ước mơ trở thành một nhà văn, thậm chí là nhất quyết theo đuổi nó. Và dù không phải bận tâm nhiều bởi luôn có sự hậu thuẫn lớn về mặt tài chính từ gia đình, nhưng điều này vẫn không hề giúp cô phát triển mạnh trong sự nghiệp yêu thích của mình. Mùa xuân năm 1910, cô gửi truyện ngắn đầu tiên tới tòa soạn nhưng bị từ chối xuất bản. Khi gia đình của cô biết tin, vì vốn không ủng hộ ước mơ của con gái, bố mẹ của Dorothy đã cố tình trêu đùa và chế nhạo cô. Có lẽ điều này đã vô tình tạo ra một vết thương cho cô bé, bởi sau đó cô chỉ muốn giấu gia đình việc mình đã gửi truyện ngắn thứ hai có tên The Poinsettia and the Flame. Đáng tiếc, kết quả vẫn y như lần đầu. Lần thất bại thứ hai này thật sự khiến Dorothy chán nản và tuyệt vọng. Cô thất vọng về bản thân mình và buồn bã khi cảm thấy không được nhận lời an ủi hay khích lệ từ phía gia đình mình. Không rõ rằng sau những lần thất bại và bị chế giễu như vậy đã khiến cô gái trẻ này nghĩ gì. Cô mong muốn rời khỏi nhà để có thêm những trải nghiệm và cảm hứng viết lách mới. Dorothy đã thuyết phục cha mình để có thể thuê một căn hộ ở làng Greenwich. Và dĩ nhiên, một người vốn không ưa gì sở thích và suy nghĩ của con gái thì ông đã không đồng ý với lý lẽ rằng là một nhà văn giỏi có thể viết ở bất cứ đâu. Ngày qua ngày, Dorothy kiên trì với công việc yêu thích của mình, nhưng mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ. Cô đã không có được thành tích nào để khẳng định mình. Cũng vào thời gian đó, mặc dù sự nghiệp không tốt, không được gia đình công nhận khiến cô cảm thấy cô đơn, thì mối quan hệ với người bạn trai George Griscom Jr., một kỹ sư 42 tuổi, xuất thân trong gia đình giàu có Pennsylvania mà Dorothy gặp khi còn học đại học, đã luôn tiến triển tốt đẹp. Và đó là theo góc nhìn của Dorothy. Cũng thật đáng tiếc, mối quan hệ này không hề được gia đình cô chấp nhận. Thậm chí, họ còn một mực phản đối khiến cả hai chỉ có thể yêu trong lén lút. Và đã là con người, càng bị cấm thì họ càng tìm cách giữ nó. Dorothy đã làm điều tương tự. Ngày 10 tháng 9, Dorothy nói dối bố mẹ mình rằng sẽ đi thăm người bạn học cũ ở Boston, nhưng thực chất là để đi chơi cùng Griscom. Nhưng cũng không thể giấu được quá lâu khi cha mẹ phát hiện cô có những món đồ trang sức trị giá $500,000 đã bị bán đi để Dorothy chi trả cho kỳ nghỉ của cả hai. Sau lần đó, mối quan hệ của họ đã chính thức bị cấm cản nghiêm ngặt hơn nên cả hai chỉ có thể trao đổi thư từ qua lại. Dường như Dorothy là miếng mồi ngon cho Griscom khi sẵn sàng để người yêu cầm cố vật dụng cho mục đích vui chơi của cả hai.
anh chàng này sẽ làm gì để giữ túi tiền là Dorothy? Mà có thật sự là anh sẽ bảo vệ cho cô gái đáng thương Dorothy này không? Sáng ngày 12 tháng 12 năm 1910, Dorothy muốn đi mua một chiếc váy để mặc trong buổi dạ hội sắp tới của chị gái. Mẹ cô bảo sẽ đi cùng nhưng bị cô cản lại với lý do sẽ gọi lại nếu tìm được chiếc váy phù hợp. Dorothy rời nhà lúc 11 giờ sáng trong bộ đồ may đo màu xanh lam, một chiếc mũ nhung đen cùng với đôi hoa tai thanh lịch. Cô đi bộ từ nhà nằm trên đường 79 rồi đi vào cửa hàng bánh kẹo Park & Telford mua một ít sô-cô-la trước khi tới hiệu sách Brentano's nằm ở ngã tư đại lộ số 5 và phố 27 để lấy cuốn An Entanglement Girl's Sketches at Brentano's. Cả hai đều được thanh toán bằng ngân phiếu. Trên đường đi, Dorothy gặp người bạn Gladys King. Cả hai trò chuyện một lúc rồi tạm biệt nhau. Sau đó, Dorothy tiếp tục đi dạo một mình trong công viên trung tâm. Lúc đó là khoảng 2 giờ chiều và cũng là lần vẫy tay cuối cùng của Gladys King với cô bạn xấu số của mình. Hay nói cách khác, chỉ có Gladys là người duy nhất biết được người bạn của mình muốn đi đâu. Ngày hôm đó, Dorothy đã không về nhà để ăn tối cùng gia đình. Cả nhà cô vì quá lo lắng cho sự vắng mặt kỳ lạ này mà đã gọi cho một vài người bạn của cô. Kết quả là tất cả đều nói không biết. Hôm sau, một trong những người bạn của Dorothy, người đã nhận được cuộc gọi từ gia đình Arnold tối qua và gọi lại để hỏi liệu bạn mình đã trở về nhà hay chưa. Và từ đầu dây bên kia, mẹ của Dorothy đã trả lời là Dorothy đang ngủ và không thể bắt máy vì một cơn đau đầu, nên cô bạn hãy yên tâm. Tuy nhiên, đó chỉ là một lời nói dối. Ngày hôm đó, cả gia đình Arnold đã trì hoãn việc thông báo sự mất tích của con gái với phía cảnh sát. Họ lo sợ rằng thông tin này sẽ tạo ra những bàn tán không mong muốn, gây xấu hổ cho gia đình và làm ảnh hưởng tới danh tiếng mà họ đã tạo dựng. Thay vào đó, họ liên hệ với luật sư John Keith, là một người bạn của gia đình, giúp họ có cách tìm ra con gái mất tích mà không gây ồn ào. Tuy nhiên, cuộc điều tra đã không đến kết quả. Vậy là gia đình Arnold đã không tìm được con gái mà không gây ồn ào, họ buộc phải thông báo cho cảnh sát. Và để cho tin tức về vụ việc không đi quá xa ảnh hưởng tới danh tiếng, họ đã tổ chức cuộc họp báo vào 25 tháng 1 năm 1911 để nói rõ ràng vụ việc trước truyền thông rằng con gái Dorothy đã mất tích được 6 tuần và có phần thưởng $1,000 cho bất cứ thông tin nào có ích cho cuộc điều tra. Sự kiện này làm chấn động cả thành phố New York, nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà cho tới nay người ta vẫn chưa thể khám phá hết. Cũng kể từ đây, những gì mà vị luật sư tìm thấy trong phòng của Dorothy dần được đưa lên các mặt báo. Theo lời của luật sư Keith, ông đã đến nhà và lục soát phòng ngủ của Dorothy. Ông thấy rằng tất cả đồ đạc cá nhân vẫn ở đó, trừ những thứ cô mang theo trong ngày mất tích. Một vài thứ đáng được chú ý đến bao gồm lá thư cá nhân có dấu bưu điện nước ngoài được đặt trên bàn làm việc, hai tập tài liệu về tàu hơi nước xuyên Đại Tây Dương và những tờ giấy bị đốt trong lò sưởi, có thể là những bản thảo bị từ chối. Trong những tuần tiếp theo, ông đến các nhà xác của các bệnh viện để tìm kiếm manh mối nhưng đã không có kết quả. Sau đó, luật sư Keith đã thuyết phục gia đình Arnold thuê một thám tử tại công ty Pinkerton. Họ điều tra theo hướng của Keith nhưng với khu vực rộng lớn hơn. Dù vậy, kết quả vẫn không có gì khác biệt. Sau đó, những người bạn học cũ của người con gái cũng được dò hỏi nhưng không ai biết gì về Dorothy. Song song với đó, vị thám tử trở lại với những thông tin từ trong phòng cô bé. Ông bắt đầu tìm theo các tài liệu về tàu hơi nước xuyên Đại Tây Dương đã tìm thấy trên bàn. Ông cho rằng Dorothy có thể đã bỏ trốn cùng một người đàn ông đến châu Âu, điều mà cô gái từng làm trước đó. Suy luận này khiến người bạn trai Griscom bị liệt vào diện tình nghi số 1. Nhưng với tư cách là một thám tử, một vị luật sư lại không đủ quyền hạn để thẩm vấn Griscom. Họ buộc phải liên hệ với chính quyền và buộc phải công bố trước dư luận. Sau những lần điều tra trong bí mật, tất cả khuyên gia đình Arnold hãy liên lạc với cảnh sát để có được quyền hạn và hướng điều tra cụ thể hơn. Sau 6 tuần chờ đợi và tìm kiếm, thông tin về việc Dorothy mất tích hoặc ít nhất là người ta cho là như vậy mới được công bố rộng rãi. Ngay sau thông báo này, cảnh sát đã cho đăng tải rất nhiều hình ảnh của Dorothy lên mọi phương tiện truyền thông, đồng thời giải tờ rơi khắp nước Mỹ, Canada và Mexico với hy vọng ai đó sẽ cho họ thêm thông tin. Về phía dư luận, từ những thông tin có được về một gia đình tài phiệt đã tạo nên một cộng đồng quan tâm và đưa ra nhiều suy luận khác nhau cho sự mất tích này. Bên cạnh đó, dựa vào những gì được cung cấp, cảnh sát cho rằng rất có thể Dorothy đã bỏ trốn cùng bạn trai vì bị gia đình cấm đoán. Ông Arnold không phủ nhận hoàn toàn điều này. Ngoài ra, ông còn cho biết thêm rằng con gái mình muốn kết hôn với người có trí tuệ và địa vị hơn là một kỹ sư. Vì vậy,
liệu đây có phải là chất xúc tác để cô ấy thật sự ra đi không? Tuy nhiên, suy luận ấy sau đó đã được bác bỏ, vì vào thời điểm Dorothy mất tích, người bạn trai George Griscom đang ở Florence, Ý cùng với cha mẹ. Gia đình Arnold thậm chí đã bay tới Ý để gặp George và đòi xem tất cả những bức thư mà Dorothy đã gửi đi nhưng không tìm thấy gì trong đó. Và khi được hỏi, anh ấy luôn khẳng định rằng mình không biết gì về vụ mất tích của Dorothy. Ngay khi biết tin dữ, George đã chi hàng nghìn đô la để đăng tin trên các mặt báo, trong đó anh mong Dorothy hãy trở về nhà. Cũng vào tháng đó, tờ San Francisco Chronicle có đưa tin tức về một nhân viên tại khách sạn mà Griscom đang ở đã nhìn thấy một người phụ nữ mà họ tin rằng là Dorothy Arnold. Nhân viên đó còn cho biết rằng đã thấy cả hai xảy ra tranh luận và rất to tiếng với nhau. Đến tháng 2 năm 1911, Griscom mới trở lại Hoa Kỳ, đồng thời tuyên bố trước báo chí rằng anh luôn có ý định kết hôn với Dorothy với điều kiện duy nhất là cả hai có được sự chúc phúc từ cha mẹ cô dâu. Điều này có lẽ còn khó hơn cả việc tìm thấy Dorothy khi bà Mary sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ này. Tờ New York Times liên tục đưa tin về vụ mất tích này, về những cuộc điện thoại không chính xác và những kẻ bắt cóc giả yêu cầu số tiền chuộc lên tới 5.000 đô. Vào đầu tháng 2 năm 1911, một tấm bưu thiếp được gửi từ bưu điện New York đã tới nhà Arnold. Nội dung chỉ là 3 chữ: "Tôi an toàn", và có cả chữ ký của Dorothy cùng con dấu. Ông Francis tin rằng đây chỉ là một bức thư giả mạo cùng chữ ký được lấy từ các mẫu trên báo. Cũng vào khoảng thời gian này, một thợ kim hoàn ở San Francisco đã liên lạc với chính quyền về người phụ nữ giống Dorothy đến để khắc dòng chữ "To AJA from ERB December 10th, 1910" vào chiếc nhẫn kim cương ngày 7 tháng 1. Tuy nhiên, không ai dám khẳng định rằng đây thực sự là Dorothy. Vì vậy, câu chuyện này dường như không mang đến nhiều lợi ích cho việc điều tra tung tích về vị tiểu thư này. Ngoài ra, có một sự thật đáng lưu ý trong câu chuyện mất tích này, đó là những gì mà ông Francis Rose, bố của Arnold, đã tuyên bố rằng không hề tin vào chuyện con gái mình còn sống, mặc cho phía cảnh sát chưa đủ căn cứ để đưa ra kết luận. Ông cho rằng Dorothy đã bị tấn công ở công viên trung tâm, còn cái xác bị ném vào hồ chứa nước. Giả thuyết của ông ngay lập tức bị bác bỏ bởi nhiệt độ vào thời điểm mất tích là khoảng âm 6 độ C, toàn bộ nước trong hồ đều đã đóng băng. Sau đó người ta cũng không hề nghe ông giải thích về sự vô lý này. Thậm chí, sau khi băng tan, cảnh sát cũng đã tìm kiếm tung tích của Dorothy trong hồ nước, nhưng kết quả vẫn là tay không. Cảnh sát cũng cho biết thêm, gia đình Arnold hợp tác với cảnh sát một cách miễn cưỡng và phải chăng chính họ là người biết rõ nhất con gái mình đang ở đâu. Đến tháng 4 năm 1921, gia đình Arnold đã chi hơn 100.000 đô để tìm kiếm con gái, nhưng kết quả sau mỗi lần điều tra chỉ toàn khiến họ thất vọng. Cùng năm đó, cảnh sát đã công bố điều tồi tệ nhất đã xảy ra: Dorothy đã chết mà không để lại dấu vết. Dù trong suốt 75 ngày đó, gần như mọi ngóc ngách của New York và một vài khu vực khác đều được rà soát và bới tung, vụ việc chính thức được khép lại. Thế nhưng, tuyên bố được đưa ra, nhưng bí ẩn thì vẫn còn đó. Với khối tài sản kếch xù và mang danh là người thừa kế, đã có rất nhiều báo cáo về việc nhìn thấy Dorothy tăng lên mỗi năm. Cũng có không ít kẻ mạo danh cô xuất hiện hòng chiếm đoạt tài sản được thừa kế từ cô gái này. Sau đó, những giả thuyết về sự mất tích của một tiểu thư con nhà vương giả lan nhanh như cháy rừng. Có người cho rằng cô bị trượt chân trên băng dẫn đến mất trí nhớ, hoặc bị đánh thuốc mê và bắt cóc, hay có những người tin rằng cô bé đã tự kết liễu bản thân mình vì nhiều lần bị nhà xuất bản từ chối. Và nó cũng có thể là mâu thuẫn gia đình vì mối quan hệ không thành với George Griscom. Nhưng mất tích hay tự sát ở một trong những khu vực sầm uất nhất New York ấy, ai có thể tin được điều đó cơ chứ? Một giả thuyết khác được đặt ra nghi vấn cô đã mang thai con của Griscom và chết trong một lần phá thai bí mật. Giả thuyết này được nhiều người ủng hộ khi vị bác sĩ của một phòng khám bí mật dành cho phụ nữ muốn phá thai, nơi được gọi là House, tuyên bố đã tiến hành phẫu thuật cho Dorothy Arnold. Và rất không may rằng cô đã qua đời vì một biến chứng phẫu thuật. Nhưng cái xác ở đâu thì không ai biết, bởi như đã nói trước đó, một luật sư của gia đình Keith đã đi khắp các nhà xác mà không hề thấy. Phải chăng nó đã bị hỏa thiêu? Nhưng câu chuyện này đã bị ông Francis bác bỏ và cho rằng nó lố bịch, dù từng tuyên bố rằng con gái mình đã chết trước đó. Cũng có nhiều đề cập cho rằng đây là một vụ giết người. 6 năm sau khi cô mất tích, một tù nhân tại nhà tù tiểu bang Rhode Island có tên là Edward Glynn Morris nói rằng anh ta đã tham gia chôn cất một thi thể phù hợp với nhận dạng của Dorothy Arnold vào tháng 12 năm 1910. Nhiều nghi ngờ cho rằng người đàn ông này đã được Griscom thuê để che giấu tội ác của mình khi những gì tên này mô tả trùng khớp với đặc điểm nhận dạng của anh ta. Các nhà điều tra đã khám xét căn gác nơi Glenn Morris nói rằng thi thể của Dorothy đã được cất giấu ở đó, thế nhưng không có gì.
phải chăng những kẻ cầm đầu đã đánh hơi được điều gì đó và dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Tất cả những gì tôi có thể nói là vụ án đã được giải quyết. Dorothy Arnold không còn ở trong danh sách mất tích. Đại úy John Ayers, người đứng đầu cuộc tìm kiếm người mất tích đã nói với báo chí như vậy. Lời tuyên bố từ cảnh sát là vụ án đã được giải quyết. Nhưng việc Dorothy còn sống hay không thì hoàn toàn không được làm rõ và gia đình Arnold cũng không có phản ứng gì sau vụ việc này. Những người anh chị em của Dorothy còn chưa từng xuất hiện trước báo chí để nói về câu chuyện của gia đình mình. Cuộc tìm kiếm Dorothy Arnold được xem là một trong những cuộc tìm kiếm lớn nhất thời kỳ đó. Gia đình Arnold đã chi tới 250.000 đô, tương đương 6 triệu đô ngày nay để tìm kiếm con gái, cho dù người cha luôn tin rằng con ông đã chết. Trong bản di chúc của Francis Arnold có nói rằng ông luôn cảm thấy việc tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng là một việc ngu xuẩn, dù người vợ luôn tin rằng Dorothy vẫn còn sống. Có quá nhiều điều bí ẩn và kỳ lạ xung quanh gia đình này. Có lẽ nó sẽ mãi mãi là bí ẩn khi giờ đây mọi người liên quan đều đã không còn sống. Và đúng với những gì ông Francis lo sợ, rằng vụ việc sẽ bị đẩy đi quá xa bởi rất nhiều câu chuyện phán đoán được thêu dệt, cùng với đó là những kẻ dòm ngó gia tài của gia đình. Có thể việc kết luận Dorothy đã chết như một cách để bảo vệ những thành viên còn lại. Còn các bạn, mọi người nghĩ sao về các nhân vật trong câu chuyện này? Và có giả thuyết điên rồ nào nhưng hợp lý muốn gửi tới cuộc tìm kiếm người mất tích ở Mỹ hay không? Hãy chia sẻ trong phần bình luận bên dưới để chúng mình biết và có thể bằng một cách thần kỳ nào đó gửi cho họ đọc được các bình luận của các bạn. Nếu các bạn thích video này, đừng quên bấm like, subscribe cho chúng mình và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào trong tương lai. Ngoài ra, các bạn có thể ủng hộ chúng mình trực tiếp bằng nút thanks bên dưới hoặc bấm nút join để tham gia gói hội viên và nhận các video độc quyền. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong lần tới. Peace!